6 đồng 78. Hôm vừa kho bán 8 đồng mấy á mọi người. Đó, ở đây đó, xem lóc bán có 6 đồng mấy thôi. Còn có một ít nữa, mình lấy 4 bịch luôn. 4 bịch mà mua bên kia là mất tiền hơn, bên đây mình dư ra được mớ nữa mua thêm đất nữa. 6 đồng 78. Chơi 14 bao luôn rồi mọi người, 14 bao. Em lên xe này chắc chở không biết nổi không nữa. Với một bao phọt trên mít có 10 đồng. Nó dài mà bự. Bỏ trong mớ, bỏ ghế luôn mớ. Lỡ rồi xe cũ chơi đại luôn. Nó rẻ hơn bên kia nhiều, có 6 đồng 7 mấy, bên kia nó bán 8 đồng 90 mấy. Mai mốt là nó hết. Okay. Xe chở 15 bao đất luôn mọi người. Xe được đồng nào đỡ đồng đó, bên kia nó bán gần 9 đồng rồi. Bên này có 6 đồng mấy à. Nếu mình mua 10 bao, 20 bao nó cũng dư ra được mười mấy 20 đồng. Nhưng mà mình cũng đang còn thiếu đất, bữa hổm mua cũng nhiều lắm rồi. Nhưng mà tại vì mới ra làm vườn nữa, cho nên tốn nhiều đất lắm, mấy năm sau là bớt lại. Rồi mình trồng cho vui á, mà tính ra cái tiền đất, cái tiền công cán rồi mua này mua kia này kia đổ vô biết bao nhiêu rồi. Rau thì ăn đâu có được bao nhiêu đâu, nhưng mà cái đó là cái niềm vui, cái đam mê mình thích. Ra đó mình đi về mình cảm thấy vui vẻ, mình đi làm về mình cảm thấy vui, mình ra vườn mình vui, mình cái đầu óc mình thoải mái, mình không uống thuốc nó cũng vậy à. Nói chung mình tốn thì không có nhiều, mấy cái này là để cho giống như là sức khỏe của mình mà tinh thần thì kia nó thoải mái thì nó không có hại gì hết. Tốn còn đỡ hơn là thí dụ đi giải trí tầm bậy tầm bạ, đi nhậu nhẹt, đi casino này kia, nhiều khi người mình nói sợ đụng chạm với tốn bạc ngàn này kia mà đâu có bổ ích gì đâu. Cho nên nói về kinh tế thì nói chung mình trồng vừa có rau sạch tăng, nhưng mà lời lớn thì không có lời lớn gì đâu. Bỏ ra biết bao nhiêu, nhưng mà rau rác chủ yếu trồng nhiều quá, nhiều khi đem tặng đem cho bạn bè, chứ không lẽ mình sách đi bán này kia, nó tới tết nó nhiều, ví dụ trồng đại trà nó nhiều thì mình bán được, chứ còn cũng có nhiều mà không có nhiều đáng bao nhiêu thôi, bán buôn gì. Nó thích trồng mình ta cảm thấy vui là được rồi. Đi làm về mà tranh thủ chạy vô mua, nó cũng một đống đó nó cũng sắp hết rồi, mai mốt là vô cái mùa là nó không có cái giá đó nữa. Bên hôm thì phô là bữa nó có sale có mấy ngày xong nó ngưng rồi. Mà xem lốc này nó bán từ trước, mình thấy nó lâu mình cũng mua nó kỳ trước, mua cũng mấy chục bịch rồi. Vòng vòng không gài mua nó cũng mấy chục bịch rồi. Cái bịch này cái bịch lớn. Mà cái phân đất này rất là tốt mọi người. Mình nghĩ như che 14 bao này nữa chắc mình đủ rồi, gần đủ rồi. Mình còn mấy ô pha cho nó đầy đầy thêm mình, để dành đó mình xài để không mất công chạy tới chạy luôn mua hoài. Hiện bây giờ là gần 7 giờ rồi, mình làm 6 giờ ra, bữa nay mình làm tới 6 giờ. Mình chạy vô mình không dám đi chợ luôn, sẵn vô mua đất xong mình dọt về để trồng mớ cây ở ngoài nữa. Rồi mình tới nhà. Xe mình này, băng ghế trước, băng ghế sau, cốp gì nó đầy nhóc hết. Trong đây nữa. Phải ghinh nó xuống nó nặng quá rồi. Đầy nhóc trong cái này nữa. 14, 15 bao luôn mà. Mình nghĩ mệt chút xíu mình ghinh nó xuống nó nặng. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đã trở lại với kênh YouTube Cuộc Sống Xa Quê. Chiều nay mình hỏi bà xã ăn gì, bà xã nói là ăn thịt chiên. Thịt chiên cho nên mình đi ra mình nhổ xà lách vô ăn. Nó non quá, ăn từ từ để mai mốt nó đùng lên lớn lượt này ăn hết. Để bây giờ mình nhổ mấy cái ghìa chỗ đường đi này nè. Đi đạp quá trời trời kìa. Với ăn từ từ. Nó còn lớn nữa dữ lắm nhưng mà nó non. Bây giờ mình nhổ từ từ, nhổ mấy cái nó lấn qua gâu gầm nè. Nhổ trong rồi lặt gốc nó.
Trời ơi, nó non đã gì đâu luôn, ăn nó mềm nó non, nó lấn qua bên vô găm mình. Cái này ngược chặt quá, bởi vì cái đường đi nè đạp nó tùm lum hết, bữa gãy văng qua đây nhổ đi, nhỏ nhỏ cũng nhổ đi, nó lấn qua vô găm non quá trời non. Cái xà lách này giống cái xà lách Việt Nam nè mọi người đó, nhìn lấn lấn nó vô nè, nhìn thấy nó bự rồi đó. Sao cho lấy gốc ra luôn, lấy gốc lắc lắc mốt gãy lại cái khác chứ đâu có cắt, nó không lên nữa hả? Nó lên nhưng mà nó chậm lắm, gãy khác ăn nhanh hơn. Trời ơi, xà lách đây nè, nhìn ngon quá trời luôn, thơm. Nhổ mới vô ăn sống. Cặp cái đường đi này, em đi đạp nó quá, quá trời tốt luôn. Ăn từ từ được cái chân thôi, để dồn nó lớn lượt cái ăn hết, giống như cải xanh vậy. Quá trời non coi nè, còn lớn nữa. Nhưng mà mình ăn từ từ đi. Cái này nó chặt quá, cái đường đi này hay bị té quá. Đi đạp nó tùm lum, rau găm nó cũng bò lên bờ luôn. Cái tầng ô gì nó bò tùm lum hết, chặt quá. Đầu rau ăn từ từ, đừng gãi khác lên ăn nữa. Còn nhiều loại lắm, rau dền, cải bị dúng, cải ngọt gì tùm lum hết. Trời ơi, xà lách này ngon quá trời luôn. Xà lách này tiệm Mỹ bán mọi người, trong mấy cái bịch bịch hột giống á, có 1 đồng mấy 2 đồng mấy gì đó, mình quên rồi, rẻ lắm, mua về làm đất gãi. Đêm nào mình làm một cái clip mà dành cho những người mà không có đất trồng rau á, mình trồng thẳng trên cái bao đất luôn đó, khỏi tốn cái chậu, khỏi tốn không gian. Gãi salad thì ăn một bịch đó có mấy đồng, mình ăn được rất nhiều lần. Thảo quá mi ơi, nó dày quá, ăn từ từ, nó còn lớn, cải nó còn lớn nữa. Cái cải này là cải của giống cải Việt Nam, xà lách Việt Nam, nó mềm. Ok, bớt cái đường đi này chút đi, hơi nhiều. Hôm qua đó mình nhổ mớ xà lách Mỹ, xà lách Mỹ này đường đi nó để đi đạp nó. Cái này nó cũng còn lớn, cái này cũng tốt luôn, xanh dần. Mà mình thích cái loại vàng kia mềm hơn. Này nghe mấy cái đường đi đi cho chấm chấm ăn từ nữa đi. Này cũng ngon nữa. Còn lớn lắm nhưng mà mình ăn nó từ từ. Cặp mấy cái đường đi đi để đi đạp nó. Ồ, gã dày quá. Cho chống đường đi đi, quá trời ngon luôn mọi người. Mình mua, mình biết mua cái salad này nhiều hơn. Salad người ta trồng đủ loại đó, nó còn 4-5 loại lận, kệ trồng thử đủ thứ. Coi nè, miếng này hammy, ngon lắm. Mai mốt gì đánh mình làm cái clip gãi salad này thẳng lên cái bao đất cho mọi người xem, cho những người có không có đất, không gian chật ở, để ngoài ban công hay chỗ nào cũng được. Cái này nó bán như mình nhớ là có loại 1 đồng mấy, có loại 2 đồng mấy một bịch, bịch nhiều lắm. Cái này mình gãi một bịch nè, mình gãi chừng nửa bịch đủ rồi. Gãi dày quá nhiều khi nó cũng tốt nè, nó chen nhau quá trời luôn. À, mình nghĩ nhiều đủ rồi, mai mốt ăn tiếp để cho nó lớn xíu nữa. Đóng cái đường đi tầng ô đằng kia để mai mốt nấu canh, luôn muốn nó lên chậm. Ok, ngon quá trời luôn kìa, xà lách.